À, và như vậy á, thì các bạn cũng có thể thấy thực ra thì cái business component này á, thì chúng ta làm việc với nó cũng rất là nhiều rồi, chứ chưa phải là không làm việc với nó đâu. À, nhưng cái gọi là enterprise business component, chúng ta sẽ gặp thêm một khái niệm mới là enterprise business component. À, như vậy nó là cái gì và nó có khác với khái niệm là business component bình thường của chúng ta hay không, đúng không? Thì trong cái phần này chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm đó. Rồi về nội dung của bài này á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái vấn đề. Một á, là giải thích với các bạn về Enterprise Application. Thứ hai đó là mô tả các vấn đề các bạn cần phải đối mặt với những cái ứng dụng lớn. À, thì các bạn sẽ thấy là đối với những ứng dụng lớn á, cái vấn đề chúng ta cần quan tâm đó là cái Business Component này không phải nó diễn ra, cái Business Logic á, nó không phải diễn ra trên một máy mà có thể là diễn ra trên nhiều máy khác nhau. Và như vậy ở đây thì khi mà diễn ra trên nhiều máy khác nhau thì chúng ta sẽ mà xử lý những cái thứ này như thế nào, được không ạ? Thì phần Enterprise Bin sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong cái phần này, và nhờ vào cái sự hỗ trợ đó ha, nhờ vào cái sự hỗ trợ đó đó mà cái EJB Enterprise Bin nó được xem như là một trong những cái framework được ưa thích nhất bởi lập trình cộng đồng lập trình viên Java, dẫn đến là Java là một trong những ngôn ngữ được ưa thích nhất trong cái giai đoạn cũng phải là mấy năm các bạn ha, đứng đầu luôn. Và hiện giờ á, nếu các bạn lên mạng các bạn coi tập kết về top ngôn ngữ được lập trình viên ưa thích nhất thì trong đó Java vẫn đứng đầu, đúng không? Top đầu thì thầy cũng không biết là theo mỗi năm nó có thay đổi, nhưng mà Java thường là top 3 các bạn ha, 1, 2, 3 nó thay đổi theo năm thôi. Rồi sau đó giải thích cái kiến trúc ứng dụng phân tán Distributed Application Architecture ha, và cái kiến trúc này được dùng để phát triển các business component như thế nào. Rồi mô tả với các bạn cái môi trường Java E Platform và các API. Thì trước đây á, là Sun Microsystem phân bố cái Java E Platform dưới hình thức một cái mẫu một cái mẫu ứng dụng mà nó giống giống như là JDK. Thực ra là bản thân cái Java E á, hồi đó phân bố lên trên á, thì nó là một cái web server thôi, đúng không ạ? Web server nó tên là Java IE. Rồi sau đó tách ra khi mà Sun tái cấu trúc lại á, mà khoảng đầu năm 2009 2010 gì đó, thì người ta tái cấu trúc lại tách ra, thay vì là phát triển thành cái Java IE thì Sun chỉ mô tả cái đặc tả cái cấu trúc của Java IE và cái server mà gọi là bản mẫu á, mà cài đặt những cái tính năng này thì gọi là graphic. Và sau khi mà Sun bán lại cho Oracle vào năm 2012 hay 2013 gì đó thì không nhớ rõ, thì bản thân Oracle á, đã có nguyên cả một cái hệ thống server của riêng người ta, cho nên người ta không tiếp tục phát triển Graphics nữa và cũng ngâm nó mấy năm. Rồi sau đó cái phần Graphics này mới được tặng lại cho hình như thế, thì nhớ không nhầm là tặng lại cho Eclipse á. Và bây giờ nó được quy về quản lý dưới cái mảng nguồn mở của thằng Apache, đúng không ạ? Thì phần này á, thì các bạn có thể là tham khảo thêm. Và đối với cái Sun sau khi đối với là Oracle sau khi mua lại cái nhánh phần mềm của Sun thì Oracle chỉ giữ lại ngôn ngữ Java thôi, phần Java ME, phần Java EE Oracle bỏ ra, đúng không ạ? Đối với Java thì Oracle đưa lên thành bản thương mại, và tuy nhiên á, để mà phát triển thì chúng ta vẫn dùng free được, và Oracle vẫn duy trì một cái cộng đồng mảng nguồn mở về Java, tức là mình có là Open JDK với là Oracle JDK. Và những công ty lớn á, là người ta mới đầu build ra cái bản JDK của riêng người ta. Thì ví dụ như thầy biết là có IBM JDK, có là Zulu gì đó JDK, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng ha. Rồi kế tiếp nữa trong cái phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm kiến trúc về cái ứng dụng phân tán của cái ứng dụng mà lớn gọi là Enterprise Application. Thì thực ra tiếng Việt của mình mà dịch cái chữ Enterprise Application á, thì hơi khó, không có nghĩa các bạn ha. Mình cũng chỉ biết nó là ứng dụng lớn thôi. Nhưng mà tiếng Anh á, thì nó sẽ có một số từ chuyên môn ha. Trong đó thì nếu mà nói đến Enterprise Application thì bạn cứ hiểu giùm thầy là ứng dụng lớn và thôi, đừng có dịch nó ra làm gì hết. Thực ra các bạn đừng có dịch nó ra, tại vì dịch nó ra là không có nghĩa ha. Rồi tiếp theo nữa á, là giới thiệu về cái khái niệm là Application Server Container.
Thì ở đây á, thì cái phần này nó bắt chước khái niệm web container. Web container là cung cấp các cái web đồng, thì application container sẽ cung cấp các hàm. Thay vì cung cấp web thì nó cung cấp hàm. Bây giờ các bạn. Rồi giới thiệu với các bạn một số các cái service của cái application server container. Rồi kế tiếp á, để hỗ trợ cái application server container, chúng ta cần phải có một số cái web server. Thì trên đây cũng sẽ liệt kê ra cho các bạn số web server. Thì trong đó sẽ có cái Payara của chúng ta. Như Payara thì nói chung là xuất hiện sau ha. Khi mà slide này đang phát triển là được viết á, cái Payara nó chưa phổ biến nên lúc này không có ở đây. Và cái server mà phổ biến mà xưa giờ mà chúng ta vẫn hay xài á, thực ra nó là JBoss. Và ngày nay á, nó phát triển một cái bản mã nguồn mở, người ta gọi là WiFi. Rồi kế tiếp nữa thì giới thiệu với các bạn khái niệm gọi là Java EE Profile và cái gọi là EJB Line. Đối với EJB á, thì đây là một cái môi trường enterprise mà muốn vận dụng để mà thi hành thì nó khá là phức tạp, và cái này đòi hỏi phải có application server. Tuy nhiên một số phiên bản web server muốn hỗ trợ một phần của enterprise team ha, thì bên phía Java EE người ta cũng có build ra khái niệm là EJB Line. Tuy nhiên thì đối với phần EJB Line này thì chúng ta chỉ tìm hiểu thôi, không có sử dụng nó làm gì hết các bạn ha. Tại vì chúng ta đang học Enterprise Bin là chúng ta dùng sử dụng bản EJB hoàn chỉnh, đúng không? Chứ không có sử dụng bản EJB Line. Rồi thì như vậy thì trên đây thì cơ bản về cái nội dung ha của cái bài đầu thì các bạn cũng đã được giới thiệu sơ qua. Và thông qua đây thì chắc các bạn cũng có thể thấy được một cái vấn đề là trong bài này thì chúng ta cũng chỉ là tìm hiểu thôi các bạn, tìm hiểu đúng không ạ, overview qua tất cả mọi vấn đề liên quan đến cái phần là EJB, có thế thôi ha. Chúng ta cũng không có phải là đi chi tiết và thực phần, những cái phần chi tiết về sau còn những bài kế tiếp nữa các bạn. Và nói chung á, thì các bạn sẽ thấy á, nếu mà đi sâu vào vấn đề EJB thì các bạn có thể thấy là EJB là một cái sự khởi đầu cho một cái cho cái việc phát triển ứng dụng ở cấp độ lớn. Và với cái sự ra đời của EJB thì nó dẫn theo một cái ngành mới ra đời, đó là ngành SA, gọi là Solution Architecture. Trước đây á, thì ý tưởng về cái gọi là SA nó cũng có các bạn ha. Trước cái thời EJB là khoảng độ 2003, 2004 á, thì khi mà làm về phần mềm thì không ai nghĩ đến có cái nghề này đâu. Được không ạ? Và sau khi SA ra đời thì cùng với sự phát triển công nghệ thì khoảng độ năm 2012, 2013 gì đó ha, thì cái kiến trúc gọi là microservice bắt đầu hình thành, dẫn đầu hình như là Amazon đó các bạn. Và với cái sự ra đời của microservice thì cũng có thêm một nghề mới ra đời, thì các bạn cũng biết đó là nghề mà tự nhiên là nói đến này thì cũng không tức là nghề mà làm DevOps các bạn, các bạn gọi là DevOps á, thì bạn có thể lên Google bạn search thì có cái nghề DevOps á. Người cái nghề DevOps là nghề chuyên gọi là setup hệ thống thôi các bạn ha, nó giống như là cài đặt hệ thống để mà vận hành, quản lý các cái container, quản lý các cái Docker gì đó vân vân, để mà chạy được cái môi trường cái môi trường microservice. Và cái ý tưởng về microservice nó cũng bắt nguồn từ một cái bài toán mà EJB không giải quyết được. Được không ạ? Thực ra những ứng dụng lớn đang triển khai trên EJB, nhưng mà triển khai thì nó chạy, nhưng mà có những vấn đề EJB không giải quyết được. Và để giải quyết thì người ta cần phải đưa ra một cái kiến trúc mới. Và có dĩ nhiên là có rất là nhiều kiến trúc, nhưng mà một cái kiến trúc thay thế đó chính là cái microservice cho các bạn ha. Đó. Thì phần này thì các bạn có thể xem thêm ha, để chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của những phần mà thầy vừa trình bày. Rồi, về cái gọi là Java EE. Thực ra cái chữ Java EE á, mình sẽ ít nhìn thấy hơn, mà các bạn sẽ thấy cái chữ là J2SE. Thì Java Enterprise Edition thì cho phép chúng ta phát triển các ứng dụng lớn, gọi là các ứng dụng lớn ha, trên nền tảng Java. Và cái điểm hay á, của cái thằng Java EE đó là người ta đã cung cấp cho các bạn một cái framework khá là hoàn chỉnh, giải quyết được hầu hết tất cả mọi cái vấn đề râu ria, những cái vấn đề mà các bạn cần phải triển khai để nó có được một cái ứng dụng enterprise.
Nhưng mà những cái này nó không liên quan gì đến cái bài toán mà các bạn cần xử lý cả, đúng không? Thầy lấy ví dụ, đúng không? Các bạn viết ra một cái web, khách hàng yêu cầu các bạn viết viết một cái web bán hàng, đúng không ạ? Thì nói chung là khách hàng biết là chỉ cần là có sản phẩm, đúng không? Cho phép người dùng xem sản phẩm, chọn sản phẩm, đưa vào giỏ hàng, rồi sau đó là thanh toán hết. Nhưng mà để cái bài toán bán hàng đó chạy được thì ngoài cái chuyện là show sản phẩm, là xử lý giỏ hàng, các bạn còn xử lý rất là nhiều thứ khác liên mà không liên quan, nhưng mà không có nó thì nó sẽ không cấu thành cái web bán hàng. Ví dụ như là liên quan đến vấn đề login bảo mật nè, đúng không? Rồi liên quan đến vấn đề là phân quyền nè, rồi liên quan đến vấn đề là hình ảnh tài nguyên nè, vân vân. Những cái đó thì khách hàng không hề biết, mà người ta chỉ biết là cần một website bán hàng có thể giống một cái website nào đó. Thì đó là bài toán khách hàng đưa ra cho chúng ta. Thì như vậy thì đối với ứng dụng lớn thì những cái vấn đề tương tự như khái niệm mà web bán hàng nó vẫn có, được không các bạn? Và để mà chúng ta build ra được một cái ứng dụng lớn như thế này thì ngoài cái chuyện xử lý các chức năng chính, thường người ta gọi là business logic đó, xử lý những cái business logic của hệ thống, thì chúng ta còn phải xử lý thêm rất là nhiều vấn đề khác không có liên quan, được không ạ? Và chính những cái phần này nó sẽ làm cho cái dự án chúng ta yêu cầu nhiều nguồn lực và chi phí không cần thiết. Và cái phần Java AI ha, người ta giải quyết giùm cho chúng ta vấn đề này và cung cấp cho những người phát triển á một cái môi trường mà chỉ tập trung vào cái phần gọi là chức năng thôi, thì nó sẽ thuận tiện hơn ha. Rồi, đối với Java AI thì đây Java AI á, thì nó không phải là một cái ngôn ngữ lập trình, nó cũng không phải là một cái framework, mà Java AI là một cái đặc tả, được không các bạn? Được build trên, được mô tả trên nền Java. Thực ra đó thì chúng ta sẽ không cần phải cái đặc tả này á, không cần phải build trên nền Java, trên nền tảng khác cũng được. Cái vấn đề là không có ai cài đâu các bạn ha. Trên nền tảng khác là không có cài đặt thôi. Và chủ yếu là cái này chỉ làm việc trên nền tảng Java. Rồi, thì về cái gọi là cái gì gọi là Enterprise Application, thì một Enterprise Application về định nghĩa thì đây là một cái ứng dụng lớn, large business. Thì ví dụ về Enterprise Application có rất là nhiều các bạn. Thì ngày nay thì lấy ví dụ như là Amazon, cái trang web Amazon, Amazon Web Service đâu, eBay, đúng không ạ? Hoặc là Việt Nam mình thì là Lazada, Tiki, vân vân. Thì đây là những website mà thuộc gọi là Enterprise Application. Thì ở đây á, thì đối với Enterprise Application, nó sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu của những cái ứng dụng lớn, ứng dụng có các cái chức năng phức tạp, đúng không ạ? Ứng dụng lớn với nhiều chức năng phức tạp, đúng không ạ? Thì ở đây á, thì một trong những cái ví dụ về gọi là chức năng phức tạp là các bạn có thể hình dung đến cái bài toán đó là thanh toán qua mạng. Và cái bài toán này á, nếu mà giải quyết được thì bạn thấy không? Thì có rất là nhiều điều hay ho phía sau. Thì các bạn cứ tưởng tượng là cách đây khoảng 20 năm, đúng không? Khoảng đầu năm 2002, 2003 đó. Thì khi mà những cái công ty như là gì đó, chuyển tiền là PayPal bạn ha, với là mấy công ty về thanh toán qua mạng á, bắt đầu khởi nghiệp các bạn, thì người ta sẽ không chưa hình dung được cái vai trò của việc thanh toán qua mạng. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà những công ty này thành công tích hợp cái hệ thống người ta vào trong website, giúp cho người dùng có thể thanh toán qua mạng một cách dễ dàng, thì bạn thấy là nhờ vào đó thì ngày nay chúng ta mới có được những cái hệ thống các bạn là mua ngồi ở nhà, các bạn mua hàng là các bạn có thể là thanh toán thẳng qua mạng luôn. Và bằng cách như thế đó, ví dụ là bạn thấy ở nước ngoài đi, bằng cách sử dụng thẻ tín dụng và hình thức thanh toán qua mạng, người dân á, đi ra đường người ta sẽ không mang theo tiền, không cần phải mang theo tiền, được không các bạn? Và như vậy thì không mang theo tiền thì người ta thấy là cái gọi là cái an toàn nó sẽ cao hơn, security đó sẽ cao hơn. Thì cái bài toán mà thanh toán qua mạng được xem như là một cái enterprise application. Tại vì á, nếu mà chúng ta chỉ là thanh toán không á, trả tiền cộng trừ tiền không á, thì không phải là chỉ có như vậy không đâu nha các bạn.
Thứ nhất, nếu thanh toán, các bạn cứ thấy là trên thế giới của mình có khoảng độ 7 tỷ dân, mà chỉ cần khoảng 1 tỷ người thôi mà sử dụng cái dịch vụ thanh toán của chúng ta, thì rõ ràng là một ngày các bạn phải lưu hết 1 tỷ record. Và đây là một cái lượng dữ liệu rất là lớn các bạn nha. À. Và các bạn cứ tính đi, nếu một ngày có 1 tỷ giao dịch, mỗi giao dịch tốn các bạn tầm khoảng độ là 1 phút, nghĩa là bạn phải tốn bao nhiêu phút các bạn? Được mà quy ra thóc thôi, mình tốn bao nhiêu phút, mà từng đó phút có đủ thời gian của một ngày không? À, có nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải có những cái kỹ thuật xử lý đặc biệt thì mới có thể đáp ứng được cái phần như vừa rồi. Được mà. Rồi ngoài ra khi các bạn thực hiện cái việc thanh toán thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ còn có rất là nhiều thứ xử lý phía sau để mà tránh được những cái, để chống lại được những cái tình trạng gọi là hack rồi rắc rồi ăn cắp rồi lừa đảo vân vân. Tất cả những cái thứ này đều phải được những cái người làm về ngân hàng, làm về hệ thống thanh toán tính toán ra trước để mà phòng chống. Rồi về một cái enterprise application thì nó sẽ không chạy trên local mà nó phải chạy trên một cái server. Cái này không phải là web server các bạn ha, gọi là enterprise application server. Thì ví dụ về một cái enterprise application server nó chính là Elastic. Tomcat thì nó chỉ là web server, Tomcat nó không phải là một cái enterprise application server. Và cái enterprise application sẽ cung cấp những cái dịch vụ cho một số lượng lớn người dùng thông qua môi trường mạng. À, thì ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là ứng dụng ứng dụng mà gọi là enterprise application không chạy local đúng không ạ, mà chủ yếu chạy qua mạng và phục vụ cho nhiều người đồng thời. À. Rồi thì để mà phát triển được một cái hệ thống enterprise application thì sẽ có rất là nhiều vấn đề chúng ta cần quan tâm đúng không? Thì phần này thì các bạn có thể xem lướt qua ở trên slide. Đây thực ra chỉ là quy trình phát triển phần mềm thôi các bạn. À, không phải chỉ riêng enterprise application mà bất kỳ phần mềm nào chúng ta cũng phải đi theo quy trình này. Đúng không? Hiểu vấn đề, understanding the problem domain, hiểu vấn đề đó ha. Rồi viết ra các cái requirement. Được không ạ? Rồi phát triển những cái component để mà hỗ trợ cho những requirement này. Sau đó ráp nối, cái phần này là phần developer rồi nè các bạn ha, cái code nè, ráp nối và kiểm thử các cái component. Và sau đó là deploy, ứng dụng. Rồi, thì phần này thì các bạn có thể là từ từ suy ngẫm thêm ha. Cái phần này thì thực ra thì nói quy trình thì bây giờ chúng ta nói rất là dễ, nó có một cái quy trình đi theo rồi. Chỉ có điều quy trình này thực hiện như thế nào thì nó đi theo cái của chúng ta thôi. Rồi, cái tiếp theo á thì người ta mới đưa ra cái ngữ cảnh về cái việc nhu cầu cần có, cần sử dụng cái Enterprise Application. Rồi thì về cái ngữ cảnh á thì các bạn có thể thấy á, như là ở trên slide thì các bạn có thể thấy như ở trên slide ha, thì thực ra ngữ cảnh đó là do cái sự phát triển của công nghệ, do sự phát triển của nhu cầu con người, sự thay đổi nhanh chóng của các cái chức năng nghiệp vụ ha, để mà đáp ứng nhu cầu khách hàng đúng không ạ, liên quan đến việc giao tiếp giữa các cái tiến trình và tích hợp các cái dịch vụ với nhau. À, thì với cái sự phát triển như thế này thì những cái mô hình ứng dụng truyền thống không có đáp ứng nổi và nó cần có một cái mô hình mới, được các bạn, và cái mô hình này á người ta gọi đó là enterprise application. Rồi tại sao mô hình này đáp ứng được thì thực ra thì cái mô hình này được xây dựng ra đúng không, bởi Sun. Thời kỳ này thì thực ra Java nó cũng đang bấp bênh khoảng độ năm 95 96 vậy đó, Java nó đang bấp bênh. Ngôn ngữ Java ra đời nó vấp phải sự cạnh tranh rất là mạnh bởi Microsoft, tại vì Microsoft lúc này cũng muốn thống lĩnh cái thị trường internet, được chưa? À, và để mà cạnh tranh thì Java không thể nào cạnh tranh được với Microsoft trên nền tảng Windows ở cái desktop application, vì cái performance Java rất là thấp. Bây giờ Java mới quay qua ha, phát triển trên thế mạnh của mình, đó là môi trường enterprise.
Rồi, ở đây á, thì người ta có liệt kê ra một số các cái lĩnh vực. Ở đây bạn sẽ gọi là some different type of domain á. Các bạn có thể hình dung nó là một số lĩnh vực có các cái chức năng phức tạp. Ví dụ bạn thấy không? Banking, logistics. Banking thì chức năng rất là phức tạp. Cái này bạn sẽ thấy ở chỗ là gì? Một cái ngân hàng có thể nó có rất là nhiều cái chi nhánh khác nhau. Ở đây á, thì các bạn thấy là banking là một cái môi trường rất là phức tạp ha. Và cái phần banking này á, thực ra là phức tạp và liên quan đến tiền, đúng không ạ? Mà nếu không cẩn thận mà chúng ta làm những giao dịch mà có sai sót, có thể là dẫn đến là tiền mất tật mang các bạn ha. Cho nên cái phần banking này rất là cẩn thận. Logistics thì bạn thấy là ngày nay á, một trong những cái hệ thống áp dụng logistics rất là tốt á, đó chính là Amazon. Khi các bạn lên Amazon, các bạn mua hàng thì các bạn sẽ thấy là trên Amazon là cái món hàng các bạn mua, người ta sẽ xác định được nó nằm ở đâu, nằm ở kho nào, rồi để chuyển đến với các bạn là mất bao nhiêu ngày, ngày đến là ngày nào, một cách chi tiết luôn. Chứ nó không phải là như Lazada hay Tiki của mình, nó cũng có được cái tính năng đó, nhưng mà cái số ngày là có thể thay đổi, ước đoán chứ không đưa ra được một con số chính thức được. Các bạn có hình dung được bài toán ở đây không? Thì bên cái bài toán logistics đó, là nó là như vậy ha. Và thực ra bài toán logistics này á, là ngoài cái chuyện mà chuyển phát như thầy vừa nói, nó còn có kho bãi, nó còn có là luân chuyển hàng hóa, vân vân, rất là nhiều thứ. Rồi kế tiếp là bài toán về finance. Finance là bài toán về tài chính. Thực ra thì thầy không 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 làm về lĩnh vực tài chính nên thầy cũng không rành lắm cái độ phức tạp của nó, nhưng mà rõ ràng thì các bạn có thể thấy là đây là một dịch vụ của bên ngân hàng ha. Banking cũng là một dịch vụ của bên nhóm ngân hàng. Finance cũng vậy các bạn ha, thì nó có rất là nhiều vấn đề cần xử lý ở đây. Rồi product scheduling, thì production scheduling á, thì liên quan đến bài toán sản xuất, thì bài toán sản xuất nó có rất là nhiều vấn đề phức tạp các bạn. Và ở đây á, thì nó khác với các lĩnh vực phía trên á, là bài toán sản xuất này nó là phụ thuộc vào từng công ty. Mỗi công ty nó sẽ có một số máy móc thiết bị, quy trình thực hiện, cơ chế quản lý con người khác nhau. Thì hệ thống của chúng ta làm sao build ra nó phải map vào được cái phần này. Rồi order management tức là cái phần là quản lý đơn hàng, đúng không ạ? Đặt hàng các bạn, đặt hàng đơn hàng gì đó người ta gọi là order management, thì đó cũng là một cái bài toán ha. Và được đánh giá là gọi là bài toán lớn. Đó. Thì đây là những cái ví dụ về những cái hệ thống mà nếu chúng ta áp dụng cái mô hình truyền thống thì sẽ không giải quyết được. Rồi và như vậy ở đây á, thì chúng ta cần để mà phát triển cái này thì chúng ta sẽ cần có những cái ứng dụng cái mô hình lớn hơn. Đó chính là cái sự ra đời của cái enterprise application. Thì các cái phần có liên quan và những cái yêu cầu của một cái hệ thống mà có các chức năng phức tạp chúng ta gọi là large business ở đây thì có nghĩa là gì? Yêu cầu á, là hệ thống có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, tức là hệ thống xử lý trong một khoảng thời gian rất là dài, có thể là 1 2 giờ gì đó nó chạy mới xong một tác vụ, và những tác vụ này có thể xử lý song song. Thì ở đây á, một trong những cái bài toán mà xử lý song song khá là thành công á, mà hàng ngày các bạn đang sử dụng đó, đó chính là bài toán search trên Google. Và theo các bạn thì tại sao Google search nó ra rất là nhanh? Theo các bạn làm sao Google search ra nhanh như vậy được các bạn? Alo? Toán hả thầy? Không, toán nó chỉ là một 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 phần thôi. Google search nhanh ngoài thuật toán nó còn nhiều cái khác nữa. Có thể nghĩ ra được cái nào không? Và đó chính là cái điểm mạnh của Google để mà đánh bại được là hồi đó là Yahoo Messenger đó các bạn. Biết Yahoo không?
Yahoo search đó. Google đã quánh bại Yahoo search giành lấy thị trường mà thị trường về tìm kiếm nè. Và nhờ đó mà Google mới phát triển đến ngày nay. Thì ở đây á, thì thầy cũng nhắc lại với các bạn á, thực tế đó thì không phải nó chỉ rơi vào cái gọi là cái phần là thuật toán của Google, dĩ nhiên là ok tốt, nhưng mà có một cái khác mà thầy nghĩ chắc mọi người cũng phải biết á, là khi bạn thực hiện cái việc tìm kiếm, ví dụ bạn thấy bạn search một cái từ khóa trên cái trang Google search nó ra 1 tỷ kết quả, tốc độ xử lý thông tin không do server, tốc độ xử lý thông tin thì dĩ nhiên nó là nhanh, nhưng mà phải chú ý là Google mỗi ngày phải là chỉ có một mình các bạn search, mà có cả tỷ người đang search server. Do server ở đây á, thì có vẻ nó cũng gần đúng, nhưng mà phải nói nhiều hơn là do nhiều server. Khi các bạn search á, là kết quả này á, là không phải do một máy chủ xử lý đâu nha, mà tập hợp nhiều máy chủ, và ngoài ra còn do khả năng cache nữa các bạn. Cách mà để mà kết quả các bạn tìm kiếm mà đã có ai tìm rồi là Google nó search, nó cast lại ở trên cái phần cast của nó, và khi bạn tìm nó lấy từ cast nó thảy ra nên nó nhanh hơn do nhiều cái cơ chế xử lý, nhưng mà trong đó nghĩa là cái hệ thống máy chủ. Và khi bạn thấy không, một cái ứng dụng khi chạy mà nó cần nhiều máy chủ thì đó là một hệ thống lớn rồi. Và các bạn biết bài toán search của Google là một ví dụ ha, một cái bài toán thứ hai rất là đơn giản thôi, nhưng mà đây là một cái bài toán, một cái hệ thống lớn chạy phân tán. Bạn biết cái gọi là domain name không các bạn? DNS không? Đã biết DNS không? Cái dịch vụ DNS đó. Dạ biết thầy. Và các bạn có thể lý giải giùm thầy là tại sao DNS là một bài toán lớn không? Lúc đầu thầy cũng không nghĩ nó là một bài toán lớn đâu nha, nhưng mà đây là một bài toán rất là lớn. Và thậm chí là nếu mà các bạn dựng lên một cái server DNS khéo coi chừng là mới dựng lên là bị sập liền, tại vì cái lượng truy cập nó rất là đông. Các bạn cứ tưởng tượng đi, một ngày ở trên mạng là có bao nhiêu trang web truy cập và bao nhiêu người truy cập vào trang web, và khi một người truy cập vào trang web á, thì người ta gõ cái tên, nhưng mà máy tính mình đâu biết tên đâu, phải lấy địa chỉ IP. Từ cái tên mà muốn chuyển qua từ cái tên mà muốn chuyển qua IP thì sao? Từ cái tên muốn chuyển qua IP thì sao? Đúng không các bạn? Rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái dịch vụ làm cái chuyện này, đó là DNS. Và các bạn cứ tưởng tượng đi, mỗi lần các bạn nhập vào website là cái DNS nó gọi một lần. Và ở đây á, thầy nói một ngày á, có 1 tỷ giao dịch. Chứ thực ra về cái chuyện truy cập DNS một ngày phải có đến cả trăm tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ truy cập vào lượt chịu gọi vào DNS. Các bạn có hình dung được điều này không? Và như vậy thì bạn thấy không? Có rất là nhiều lượt truy cập vào, và nếu cái server các bạn không đủ mạnh là mới bật lên là nó chết liền. Tại vì cái lượng truy cập nó nhiều quá, dẫn đến giống như là server đang bị DDoS vậy đó. Được chưa? Và đây là một bài toán lớn nè các bạn. Mặc dù mình nhìn vô thấy nó nhỏ xíu, nhưng mà nó là một bài toán lớn, cực lớn luôn ha. Mà cái server này chạy lên mà thấy cái code nó rất là nhỏ ha, đã có bao nhiêu dòng code hết đó, nhưng mà lên là server lúc nào RAM nó cũng full hết đó, cái lượng truy cập phục vụ nó nhiều quá. Rồi kế tiếp nữa thì chúng ta cần phải có các có thể xử lý các chức năng trên nhiều nền tảng khác nhau. Tức là khi mà chúng ta lập cái hệ thống máy chủ lên thì hệ thống máy chủ chúng ta có thể nối kết thông qua nhiều cái server. Được chưa? Gọi là cái functional across là platform. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy cũng là cái bản Fedora mà thầy gửi cho các bạn á. Bạn có thể chạy trên Win được, chạy trên Mac được, chạy trên Linux được. Rồi, nó còn hỗ trợ với các bạn cái người ta gọi là cái complex business process. Complex tức là những cái xử lý những cái chức năng phức tạp các bạn. Những chức năng này á, nó sẽ không hoàn thành được trong một phiên làm việc, có thể là chạy nhiều phiên làm việc khác nhau, hoặc là những chức năng phức tạp.
Và thầy nói ví dụ như là một cái chức năng phức tạp này á, mà các bạn thấy rất nhìn vô nhìn nhiều khi nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó thực ra nó lại cực kỳ phức tạp. Đó là các bạn rút tiền, ví dụ bạn có thẻ ATM Vietcombank là bạn ra cái chủ mà Vietinbank thì bạn rút tiền. Nói đơn giản vậy thôi, các bạn có thể hình dung đúng không? Vietcombank với Vietinbank. Mình là đứng ở cái Vietcombank mà mình rút tiền của Vietinbank. Thì rõ ràng các bạn thấy là nó khác rồi đó, đó là một cái bài toán distributive đó. À. Và nó đòi hỏi chúng ta phải commit giao dịch ở hai cái database server khác nhau. Thì nó gọi là một cái complex business process. Và nó có một số ràng buộc về cái gọi là domain based constraint, một số ràng buộc về cái gọi là miền làm việc các bạn ha, cái phạm vi sử dụng. Rồi, hỗ trợ chúng ta cái thứ tư liên quan đến cái gọi là bảo mật, quản trị, bảo trì ứng dụng. À, gọi là các cái trình tự thực hiện. Khi thực hiện một cái tác vụ không phải là các bạn cứ gọi vô tác vụ là bạn thực hiện được tác vụ là bạn hoàn thành, mà để gọi vô được tác vụ đó qua một cái trình tự xử lý. Thứ tư là đầu tiên là bảo mật đúng không, thứ tư thứ hai là quyền đúng không, vân vân, rất là nhiều cái bước cần thực hiện ở đây. Và các bạn thấy ha, những cái gọi là complex business này đòi hỏi chúng ta phải định nghĩa một loạt các policy, một loạt các cồng kênh, các cái rule ha. Rule là các cái ràng buộc, process là những cái quy trình và những cái entity tham gia vào quá trình xử lý. Thực ra thì trong cái môn học này của mình thì về mặt giới thiệu thì nó khá là hoành tráng, mà lúc các bạn thực hiện thì nó sẽ không có yêu cầu các bạn làm những công việc quá phức tạp như thế này, mà chỉ yêu cầu các bạn hình dung được cái enterprise nó như thế nào, sau này có thể triển khai được thôi. Rồi, về cái kiến trúc của ứng dụng enterprise thì nói thì thực ra thì về mặt cái gọi là solution thì kiến trúc là mới, nhưng mà khi mà các bạn phát ứng dụng thì các bạn thấy thực ra nó không mới, nó cũng là cũ thôi. Trước giờ mình làm như thế nào thì hiện nay mình làm nó 80% tương tự, và 20% khác đó thì nó chính là cái đặc trưng ha. Thì ở đây trước đây á là ứng dụng ra chạy trên một máy client, nếu mà web á thì nó sẽ chạy trên server đúng không, client là trình duyệt truy cập vào server để thực hiện chức năng được các bạn. Nhưng mà trên cái môi trường enterprise thì cái quy trình như là client server như thế này có thay đổi một chút, đó là cái client của chúng ta cũng là thực hiện cái vai trò là giống như trình duyệt thôi. Và khi các bạn chịu gọi một cái tác vụ trên server thì cái server này á là một enterprise application, nó có cả cái web lẫn cái business. Còn nếu không á thì bạn thấy là nếu mà kiến trúc phức tạp hơn, ở giữa này nó sẽ thêm một cái lớp trung gian ở giữa này này các bạn, nó sẽ có thêm một cái lớp xử lý trung gian, thì cái lớp này nó chính là cái web server đây. À, cái này nó làm cái vai trò là web server. À, đó, cái lớp này đóng vai trò là web server ha. Thì web server này có chịu gọi các chức năng trên cái gọi là mainframe server. Đó. Thì cái mainframe server nó sẽ chứa các cái tác vụ hay là những cái hàm mà chúng ta cần thực hiện. Rồi sau đó thì cái tác vụ đó xử lý xong trả kết quả về cho web server. Web server mới sinh ra trang web trả lại cho trình duyệt. Thì trên đây á thì chúng ta đang tìm hiểu sơ lược về kiến trúc enterprise. Nếu nhìn nhìn một cách sơ cơ bản á, theo cái nếu nhìn một cách cơ bản theo cái slide minh họa thì có lẽ các bạn không thấy được cái sự khác biệt giữa mô hình là client server với là mô hình là enterprise. À, các bạn nhìn vô bạn sẽ thấy ha, cơ bản thì nhìn vô là nó gần gần giống nhau, tại vì cũng có một cái client với một cái server, nhưng mà thực ra nó sẽ khác biệt ở chỗ là trước đối với cái mô hình trước này á, mô hình client server á, thì trong trường hợp web á thì cái business logic, cái công việc trước đây thì do web server xử lý, thì bây giờ qua môi trường enterprise thì cái web server nó sẽ không xử lý business nữa, mà web server thì đóng vai trò là gỡ yêu cầu lên và nhận kết quả về.
và kết quả nhận về xong thì web server nó chuyển thành trang HTML trả về cho trình duyệt, thế thôi. Rồi, có một số nhược điểm đối với kiến trúc client server đó là gì? Nếu server có nhiều client truy cập thì vấn đề mà tài nguyên ha, liên quan đến cái việc xử lý này ha, nó có thể là bị ảnh hưởng. Ví dụ như là một cái máy chủ có 10 cái client truy cập thì ok, bình thường. Nhưng mà cái máy web server có 1 triệu client truy cập thì bạn thấy là rất là chậm ha. Rồi, ở đây thì với cái sự có một cái sự thay đổi nhỏ trên server thì đòi hỏi các client cập nhật. Thì ở đây mình không tính đến content, mà thầy nói ví dụ như bạn thay đổi một chút về cái kiến trúc của giá thức HTTP các client phải cập nhật theo. À, thì ví dụ là như vậy ha. Ví dụ như hiện nay các bạn thấy là chúng ta đang có web 2.0 đúng không? Web 3.0 gì đó đang hình thành, 2.0, 3.0 gì đó đang vận hành. Thì bạn thấy là mỗi khi chúng ta nâng cái chuẩn web lên thì rõ ràng là ví dụ từ 1 chấm qua 2 chấm thì rõ ràng là chúng ta đang cần phải có những cái xử lý khá là phức tạp để mà làm cái điều này. Đúng không các bạn? Bạn xem là có đúng như vậy không? Để chuyển ha, thì chúng ta phải có những cái xử lý khá là phức tạp để làm cái điều này. Rồi, như vậy á, thì để giải quyết cái bài toán đó thì bạn thấy không, cái gọi là distributed application architecture được đưa ra. Và như vậy á thì nãy giờ là, và như vậy ở đây á thì người ta mới đặt ra một câu hỏi, như vậy thế nào là distributed application architecture? Trước đây á, cái phần đầu thì mình đang tìm hiểu á là distributed application, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một khái niệm nữa là distributed application architecture. Thì như vậy thì distributed application architecture nó sẽ chia một ứng dụng lớn, một ứng dụng lớn monolithic này ha, thành nhiều phần, ta gọi là các cái layer nhiều lớp, và giới thiệu với các bạn một cái lớp gọi là middleware. Middleware này chịu trách nhiệm như là một cầu nối giữa các thành phần phần cứng khác nhau. Và ứng dụng enterprise application chúng ta vẫn gọi là một monolithic application. Đấy không? Thấy cái chữ là monolithic application không? Là ứng dụng đơn khối thôi. Và đối với ứng dụng mà là monolithic application á, muốn mà chạy phân tán á, thì thực ra mỗi server nó sẽ chứa một cái phần, một cái bản copy của ứng dụng. Và bằng cách là xe tải thì chúng ta chuyển những yêu cầu từ phần này qua phần khác cho những, để cho những cái máy chủ mà tương đương, máy chủ mà song song nó thì thôi. Và đối với một cái ứng dụng gọi là enterprise application á, thì các bạn có thể thấy một cái vấn đề, đó là quá trình setup nó khá là phức tạp. Đó là cái gọi là enterprise application. Ở đây thì mình đang gọi là cái enterprise application architecture ha. Và bên này chúng ta sẽ có cái gọi là kiến trúc của nó ở đây. Và đối với kiến trúc của enterprise application architecture thì người ta cũng chia nó ra làm 3 phần, cố gắng là bám theo mô hình 3 lớp ha. Client tier, phần này liên quan đến cái phần mà người dùng. Rồi, liên quan đến người dùng là chẳng qua liên quan đến phần web các bạn, tương tác người dùng. Business tier, đây là cái phần mà quan trọng các bạn ha. Thì cái phần business tier này á, thì trong trong enterprise về sau này á, thì các bạn thấy là trong Java EE á, nó sẽ cài đặt bằng cái gọi là session view. Rồi phần cuối á là EAS, Enterprise Information System, thì phần này á là cái phần mà liên quan đến việc quản trị dữ liệu. Nó hơi khác so với cái mô hình ba lớp, là trong mô hình ba lớp model view controller thì cái phần model là cái phần là xử lý, nó là model là cái phần xử lý business tier. Thì cái business nó đóng vai trò là model. Nhưng mà trong mô hình Enterprise Architecture á, thì đối với business tier là đóng vai trò xử lý nghiệp vụ. Nhưng mà cái dữ liệu nó sẽ do cái nhóm gọi là EAS quản lý, EIS quản lý, Enterprise Information System. Và nhóm này là liên quan đến vấn đề truy cập database. Và từ EGP3 trở về sau á, EGP 3.0, 3.1, 3.2 thì cái phần mà EAS này người ta sử dụng luôn cái persistent.
Trước đây á, thì bên phía pin là phiên bản 2 chấm á, phía bên pin người ta có một cái khái niệm là NTT pin riêng, nhưng mà từ phiên bản 3 chấm á, thì cái NTT pin này ta bỏ đi, người ta sử dụng luôn cái phần persistent, nó hay hơn đó. Thì trên đây là những cái phần cơ bản ha về cái Enterprise Application Architecture ở đây, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, như vậy thì các yêu cầu cho một cái ứng dụng tương tác được đặt ra, thấy nó bao gồm 2, 4, 6, 8, 10 vấn đề. Một là khả năng Resilability, tái sử dụng. Thứ hai, kêu gọi từ xa, có khái niệm Remote Method. Thứ ba, Resource Pooling, do vấn đề truy cập phức tạp đúng không, cho nên khả năng caching resource lại để mà tái sử dụng về sau cơ mà, thì khá rất là quan trọng. Thứ tư, multi user, đa người dùng. Thứ năm, quản lý truy cập. Thứ sáu, hỗ trợ lỗi, failover support. Thì đối với cái failover support á, có nghĩa là hệ thống đang chạy mà có chết một hai máy chủ thì nó vẫn chạy. Và các bạn thấy là đây là một cái ý tưởng mà hiện nay cloud đang vận dụng rất là tốt này, failover support, transactional hỗ trợ giao tác. Cái này rất là quan trọng trên môi trường enterprise. Tại vì sao? Tại lấy ví dụ như là bạn chuyển tiền liên ngân hàng, đúng không ạ? Mà nếu chúng ta xử lý không khéo á, thì phía người gửi đã rút tiền nhưng mà phía người nhận vẫn chưa nhận được tiền. Ủa, ngày nay bạn có xài, các bạn có xài app mobile để chuyển tiền liên ngân hàng không? Đó, mình có xài app Có mobile này. chuyển tiền liên ngân hàng không? Và có trường hợp nào bạn chuyển tiền thất bại chưa? Cũng có luôn. Khi bạn chuyển tiền thất bại thì sao? Nó sẽ hoàn tiền lại cho mình thế này. Có hiếm, đúng rồi, hiếm. Cái hiếm đó mà là cái mà cần phải xử lý á. Tại vì hiếm mà mình nói ô hiếm thôi không cần xử lý là chết á. Tại vì bạn cứ tưởng tượng là một người mà chuyển tiền, mà khi mà người ta rút tiền ra, bên ngân hàng xử lý bao giờ là cái người gửi bị trừ tiền đi trước, cái người nhận sẽ được cộng tiền sau, đúng không? Có bao giờ người ta làm ngược lại không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? À, và như vậy thì các bạn thấy là khi mà cái người gửi bị trừ tiền mà người nhận không cộng được tiền, mà nếu các bạn không sử dụng transaction nghĩa là mình đâu 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 lưu vết lại được đâu. Còn nếu bạn sử dụng transaction thì sao các bạn? Bạn còn nhớ khái niệm transaction là gì không? Còn nhớ khái niệm transaction không? Quên rồi hả? Transaction có mấy tính chất? Bốn tính chất. ASIC đó. Atomicity, consistency, isolation và durability. Và bốn tính chất này đảm bảo là gì? Khi một transaction xảy ra thì nếu hoàn thành thì thay đổi được lưu lại, không hoàn thành thì nó trả về trạng thái trước đó. Cái này làm tự động. Bạn thấy ngày nay nếu các bạn trả chuyển tiền mà không thành công là tiền cọc vào tài khoản, bạn ra cái trụ ATM rút tiền liên ngân hàng không thành công nó cộng lại tiền ngay tại chỗ luôn, chứ không phải giống như hồi xưa là mình phải làm đơn báo là tôi rút tiền được, ngày nào giờ nào tôi rút tiền không được rồi sau đó là ngân hàng nó sẽ hoàn trả sau, không có các bạn ha. Dĩ nhiên là hình như ngày nay vẫn còn phải một số trường hợp việc như vậy các bạn, chỉ là đặc biệt thôi, chứ còn rút tiền liên ngân hàng á, người ta thông qua cái hệ thống cái gì linh linh của hàng ngân hàng các bạn, thì rút cái là ra, còn nếu không ra thì nó không có trả tiền ra đó, thì tiền sẽ được cộng lại vào tài khoản của mình. Nhưng mà nó có cái ngặt nghèo á, là bạn rút tiền thì nên một ngày nay mình rút tiền là một lần rút tiền là tốn khoảng 2.000 đúng không các bạn, nó trả tiền lại nó cộng nó trừ thêm các bạn 5.000 nữa thì phải, 5.500 thì phải, nghĩa là bạn rút tiền, bạn rút tiền mà không thành công nhưng mà mất hết 7.500. Rồi tiếp theo nữa là share data, share tức là chia sẻ dữ liệu để sử dụng ha. Login and auditing, đây là vấn đề khá là quan trọng ha. Và thực ra thì cái log này nó sẽ một trong những cái log nó sẽ cho mình biết là hệ thống đang vận hành như thế nào. Và khi mà hệ thống có lỗi thì mình dùng log mình ghi lại lỗi, thì thông qua log mình sẽ đọc lại được, tìm ra được cái lỗi. Nhưng mà theo các bạn thì có dễ đọc lỗi trong log không các bạn?
theo các bạn thì mình có dễ đọc lỗi ở trong lớp không? Và nếu các khó bạn sau không? này làm hả? Khó không thầy? Sao lại hỏi thầy, thì đang hỏi các bạn, đang hỏi ngược lại thầy. Em nghĩ là lock thì nó ghi liên tục như vậy thì mình sẽ khó được tìm ra cái lỗi đó. Nên nghĩ là ghi, đúng, ghi đúng. Lock the file không này. Ghi liên tục khó tìm ra lỗi thì đúng, nhưng cái câu sau của em là không đúng. Ở đây thì rõ ràng, ở đây thì về lock nó trở thành một cái bài toán là big data ha, và lock người ta sẽ thường không lưu trên trên database. Các bạn có biết tại sao lock không lưu trên database không? Lock người ta sẽ lưu trên test file. Thế nha, lock sẽ lưu trên test file. Các bạn biết tại sao lock ta không lưu trên database mà lưu trên test file không các bạn? Tại vì nó phải ghi liên tục phải không thầy? Ồ, trên database ghi liên tục càng tốt chứ có vấn đề gì đâu. Làm sao? Suy nghĩ theo chiều hướng mà đơn giản hơn tí đi. Nhẹ thì không hẳn đâu. Khi các bạn sử dụng database, các bạn có phải trả tiền không? Dạ có. Có. Nhưng bạn dùng test file thì bạn có phải trả tiền. Câu hỏi rất là đơn giản thôi, có không? Nó đi liên tục như vậy thì cái mình phải liên tục truy xuất database thì nó cái hiệu suất nó không được đâu. Không. Thực ra là lúc lưu database là tốt, tốt nhất là vẫn lưu trên database. Hiểu không? Cái việc lưu lock trên database là vẫn lưu trên database vẫn là tốt nhất. Nhưng mà thầy nói với các bạn đó, vấn đề chỗ là chi phí thôi. Database các bạn phải trả phí mà phải lưu những thông tin có giá trị. Mà lock, quan điểm lock chẳng là rác thôi các bạn. Mà vứt rác trong database. Đúng không? Và do đó sau này người ta mới hình thành ra những cái gọi là framework mà hỗ trợ cho việc mà truy cập dữ liệu lớn là big data đó. Đối với dữ liệu lock á, bạn đọc được cũng được, không đọc cũng được, nhưng mà bạn lưu trên database là mỗi cái lock, mỗi lần lock là phải một cái record. Rồi thấy không, cứ mỗi lần lock là một record thì bạn thấy nó sẽ rất là phức tạp, đúng chưa? À, đúng vậy không? Nó rất là phức tạp. À, cho nên là người ta sẽ thường người ta sẽ không dùng database để lưu lock. Rồi như vậy á, thì dù các bạn để lock trong database hay các bạn để lock trên file, cái chuyện đọc lock nó cũng sẽ rất là khó. Tại vì các bạn cứ tưởng tượng thôi, mà bạn có cái khi bạn chương trình Java bị lỗi đi, hình như có khoảng 10 dòng, 20 dòng lock hay 100 dòng lock tìm là khó khăn rồi. Trong database khi bạn lưu ra file á, lock ra file á, thì một ngày nó chạy sẽ đi ra lock đâu khoảng tầm B thôi, chỉ 1 mê lock thôi. Mà 100 1 mê, một cái file test mà 1 mê và tìm dữ liệu trong một file test 1 mê đó bạn có dễ không? Theo các bạn là dữ liệu trong file test 1B mà tìm có dễ không? Dạ không thầy. À, câu trả lời đó chính là, đó là câu trả lời đó. Và chưa kể là có những cái trường hợp là lock nó lớn lên đến khoảng độ là 5M, 6M hay là 1G gì đó. Ở đây không? Khi mà cái file lock mà lên đến 1G, có bao giờ bạn nghĩ file lock mình lên đến 1G không? Với những hệ thống như là Netflix á, Netflix rồi là ví dụ như là về xem phim mà có xem cái phim cái những cái chương trình xem phim của thằng FPT Play không? Ra trên màn hình FPT Play bạn rờ chuột đến chỗ nào nó lock lại hết á, bạn click chuột tọa độ nào, bạn di chuột đến tọa độ nào, bạn đã click vào xem phim nào, nó thu thập lại hết, nó tổng kết lại, nó build ra thành cái hệ thống recommendation cho các bạn. Đó, thì thằng Netflix nó cũng vậy, và Amazon cũng vậy, thậm chí Google Chrome cũng vậy. À, thì đó là những cái lock đó mà.
Rồi, bảo mật. Bạn thấy không? Đây là một trong những yêu cầu, các yêu cầu mà một cái app Enterprise Application nó cần phải có. Và khi các bạn phát triển một cái Enterprise Application thì dù khách hàng không đề cập đến những tính năng này, nhưng mà nếu các bạn không cài đặt 10 cái tính năng đang được giới thiệu trên slide thì ứng dụng các bạn sẽ không vận hành được. Đó là điều chắc chắn. Được không các bạn? Kiểu bảo mật thì chắc không ai xài rồi đúng không? Không có lock thì làm sao mà chúng ta xử lý về sau? Đúng không? Không có transaction thì làm sao đảm bảo được cái tính đúng đắn dữ liệu? Chỉ như mà nói là em có thể xây dựng ra một thuật toán riêng, ok. Nhưng mà nó có dễ bằng transaction không? Đúng không ạ? Có rất là nhiều bài vấn đề ở đây ha, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, về Java thì hiện nay là chúng ta chỉ vẫn còn lại một cái bản Java là Standard Edition gọi là J2SE ha. Trước đây thì mình có ba phiên bản là J2ME thời mà thời Nokia, Symbian rồi Java Standard cho desktop và Java EE là dành cho Enterprise Application. Nhưng mà phải lưu ý lại là Java EE nó không phải là một cái ngôn ngữ lập trình, nó chẳng qua là một cái mà môi trường các bạn ha, cái application server thôi. Sun chỉ mô tả cái function, chỉ đưa ra cái đặc tả thôi ha, chứ còn không phải là đưa ra một cái môi trường lập trình, một cái framework hỗ trợ đâu. Một cái đặc tả là cung cấp một cái bản cài đặt các chức năng này, một cái bản mẫu thôi, sau đó các cái người, những cái nhà mà phát triển application server người ta phải cài đặt riêng. Rồi, về cái gọi là Java EE Platform Stack thì như vậy á, thì bạn nhìn vô cái Enterprise Application Architecture bạn thấy nó có rất là nhiều cái component ở đây, rất là nhiều cái thành phần ở đây. Và để cài đặt những cái thành phần như thế này, không phải chúng ta đưa vào hết trong khối để mà cài đặt, mà nó chia nó ra, phân cấp nó ra thành các khối khác nhau, và chúng ta gọi đó là stack, platform stack. Thì Java EE platform nó là một cái môi trường lập trình, trong đó developer viết cái ứng dụng Java ở cấp độ enterprise, và bao gồm các cái component tập hợp các cái đặc tả, các platform và cái phần cài đặt cho những cái đặc tả này. Rồi có cái gọi là Java EE Software Development Kit. Thì cái này á, là do hiện nay là do bên Apache đang quản lý. Apache đặt tả những cái tính năng này ra, cung cấp một cái bản cài đặt mẫu. Những cái nhà phát triển ứng dụng mà muốn theo chuẩn của Apache thì phải cần cài đặt thêm những cái chức năng mà do Apache cung cấp. Và sau đó có Java EE Component and Application. Thì về Java EE component hiện nay thì mình sẽ có 3 component thôi các bạn: session bin, entity bin và session bin, entity bin và cái gì đó, message driven bin, 3 cái thôi các bạn. Rồi tiếp theo nữa là Java EE application model. Thì theo kiến trúc vừa rồi trong cái phần Enterprise Architecture, họ thấy là một ứng dụng Enterprise nó cũng sẽ gồm có 3 phần. Thì Java EE đang implement lên cái kiến trúc 3 thành phần như thế này. Một là Container, hai là Middleware, thứ ba đó là EIS Enterprise Information System, phần này liên quan đến database. Và trên slide thì bạn thấy là có cái hình ảnh minh họa. Thực ra đó là một cái ứng dụng Enterprise, thì cái phần client nó có thể là một cái Java Desktop Application, có thể là một cái web. Nhưng mà ngày nay á, thì cái phần Java Desktop á, là không được phát triển mạnh, không được hỗ trợ mạnh. Và chủ yếu là chúng ta sử dụng cái Java Desktop thôi các bạn nha. Chủ yếu là chúng ta sử dụng cái Java Web thôi. Thì cái Java web á, nó sẽ chạy trên một cái Java EE server. Thì đối với cái Java EE server thường nó sẽ bao gồm hai phần, một cái web server và một cái application server. Thì đối với application server là cho phép bạn deploy những cái bin lên. Cái web server á, là cung cấp cái giao diện web, và từ web này mình sẽ gọi vào cái bin để mà đi đáp vụ. Rồi đối với cái bin này á, là business logic bin, tức là cái session bin và hoặc là message driven bin, mình sẽ có thể chịu gọi kết nối vào database thông qua entity bin. Thì đây là kiến trúc cơ bản cái mô hình Java EE, Java EE application model.
Và theo kiến trúc này các bạn sẽ thấy, ví dụ bạn đứng ở cái tầng client đúng không, client này có thể là Java application, có thể là cái tầng client nằm ở chỗ là Java web. Thì cái tầng client này chúng ta không truy cập vào cái database server, tức là tầng EIS được. Mình không truy cập thẳng vào EIS được ha. Mà chúng ta phải gián tiếp thông qua cái tầng là mình gọi là middleware, gọi là middleware. Cái này gọi là middleware nè. Rồi, như vậy thì đối với Java IE thì cái phần là Java IE Application Model nó sẽ bao gồm bốn thành phần ha. Một là client tier, thì cái phần client tier này á, Java Desktop Application. Hai là web tier. Web tier là thành phần web. Thực ra về sau này á, bạn sẽ thấy hai thành phần này khác nhau rất là cơ bản. Đối thành phần client tier muốn chịu gọi vô cái Enterprise BIM sẽ gọi theo mô hình là remote, chịu gọi từ xa RMI. Nhưng mà thành phần web tier á, thì bạn thấy là do cái web tier và cái application server nó chạy trên chung trên một cái máy ảo Java, nên người ta sẽ quy về đây là lời gọi hàm cục bộ local ha. Mà nếu gọi hàm cục bộ thì nó sẽ cho cái performance nó cao hơn. Rồi business tier á, là cái phần mà xử lý business rule, đây là cái phần giao tiếp với bên ngoài. Và EIS Enterprise Information System, đây là phần liên quan đến database. À, thì đây là ba thành phần chính ha. Rồi thì về cái việc mà nhìn nhận cái BIM ha, cái EDB ha, trong môi trường enterprise thì sẽ có nhiều góc độ, góc nhìn khác nhau để đánh giá EDB. Thì phần này các bạn có thể đi sơ qua một chút ha. EJB có thể xem như là Business Component. Thì EJB của chúng ta là Enterprise BIM, thì mình sẽ có 3 loại Enterprise BIM sau này mình học ha. Một á, là Session BIM, cái này là cái mà mình sử dụng rất là thường xuyên nè ha. Hai á, là Entity BIM. Và ba đó là Massive Driven BIM, viết tắt của chữ MDB. Thì ba cái BIM này là ba thành phần chạy ở phía server và sẽ cung cấp cho client, cho phép client kết nối vào lọc thông tin ra. Và các bạn thấy không, ba thằng BIM này chạy trên server đúng không ạ? Và nó trả kết quả về cho người dùng khi chịu gọi. Thì đứng ở góc độ nào đó thì bạn coi đây là một cái gọi là business component, đó là những cái thành phần mà xử lý tác vụ thôi, được không các bạn? Ý tưởng là như vậy ha. EJB đóng vai trò như là một thành phần, cái component xử lý công việc. Và có rất là nhiều người á, là người ta sẽ thay vì ngồi viết ứng dụng thì chỉ ngồi viết các business component thôi. Thầy lấy ví dụ như là PayPal ha. PayPal là một ví dụ như thế này. Rồi ở đây á, thì bên dưới là người ta liệt kê ra những chức năng mà các EJB cần phải có. Đó là gì? Cài đặt các cái business logic, hỗ trợ truy cập database. Tức là phần truy cập database này mình sẽ không thấy luôn, ẩn luôn bên dưới luôn. Rồi tích hợp với hệ thống khác và có thể deploy, triển khai các bạn ha, có thể deploy và thực thi trên cái môi trường phân tán nhiều người dùng. Rồi, đối với cái phần EJB mà đóng vai trò như là business component thì sẽ hỗ trợ các bạn hai cơ chế chịu gọi hàm local và remote. Để mà hỗ trợ chịu gọi remote thì ẩn bên dưới của EJB đó là người ta sẽ cài đặt cái môi trường RMI, cài đặt cái mô hình gọi là RMI, Remote Method Invocation. Thì thực ra thì các bạn không được học cái phần này nên là hơi dở. Đây là một cái rất là hay ha. Nên là lập trình phân tán, nhưng mà môn này hay thì hay, nhưng mà nó hơi khó đối với các bạn. Khi mà trên Java, hồi học kỳ 2 các bạn học Java đó, hồi đó nó học các bạn học 4 môn Java chứ không phải 2 môn bây giờ đâu. Trong đó là có RMI. Bây giờ EJB nó wrap lại bên trên rồi, nên cái việc sử dụng nó sẽ nhìn vô nó sẽ dễ hơn.
Tiếp theo nữa thì trên slide là ta có hình ảnh minh họa ha. Để mà chịu gọi hàm từ xa thì bạn thấy không, mình sẽ không thể hiện theo cái định vị theo vị trí bộ nhớ được, thì thấy phía BIM ta mới sử dụng phía Java là mới sử dụng cái mô hình gọi là stub scale. Client muốn gọi hàm trong stub, stub là một cái phần ảo cho cung cấp một cái giao diện gọi hàm giống như là gọi hàm local cho client. Client gọi stub, stub sẽ thông qua mạng móc vào scale, scale sẽ load cái hàm cần thi hành lên server, thực thi xong trả kết quả về. Mô hình này nhìn vô giống như web service, những cái điều trong web service mà không thấy xuất thấy xuất hiện cái stub scale, mà thay vào stub scale á nó chính là cái gọi là GASP, Java API for HTML binding, được không? À, thì đó chính là cái đặc điểm ha. Và ở đây á, nhìn vô đây bạn thấy không, stub và scale thì nó vẫn đi theo mô hình binary, có nghĩa là cái lời chịu gọi như thế này nó sẽ truyền nhận dữ liệu theo dạng binary. Mà nếu là binary thì cái performance nó sẽ cao hơn so với XML hoặc là JSON. Rồi, đứng một góc nhìn khác thì thay vì nhìn EJB như là một cái business component thì chúng ta sẽ còn có một cái góc nhìn khác nữa các bạn ha. Thì nhìn cái trình bày phía sau không? Không, đây nè. Một cái góc nhìn khác á, là người ta nhìn cái Java EE này giống như là một cái framework. À, hình như đúng không? Cái EJB này người ta có nhìn nhận nó có thể giống như là một cái framework. Cái framework này á, là cung cấp cho các bạn các thư viện, đúng không? À, các thứ tự thực hiện để mà có thể là kết nối thì các cuộc. À, thì đó là một cái góc nhìn thứ hai. Tức là đứng ở góc độ là architecture thì có thể xem EJB như là một cái framework. Rồi về cái EJB Java EE container thì các bạn thấy là Java EE cung cấp rất là nhiều cái dịch vụ cho cái enterprise application, thì có thể cài đặt thông qua container. Container thì đây là một khái niệm giống như là một cái phần mà chạy trên server các bạn ha. Thì cái việc container này nếu bạn nào mà có học Docker ha, bạn thấy cũng có là khái niệm là Docker container đó. Thì container này có thể định nghĩa như là cái giao tiếp giữa các cái application component, giữa các thành phần component ha, và các phần cứng mà các component này đang chạy. Và container sẽ cung cấp nhiều dịch vụ. Một cái container nó sẽ cung cấp cho nhiều dịch vụ liên quan đến cái application component. Ví dụ như bạn thấy không, dịch vụ và bảo mật, dịch vụ về giao dịch, giao tác, transaction, dịch vụ về pooling, vân vân. Tức là trong số 10 cái dịch vụ bên trên kia thì cái container sẽ cung cấp cho các bạn cần hết những dịch vụ đó. Và như vậy ở đây khi mà các bạn dựa vào khái niệm container để phát triển application thì các bạn chỉ cần quan tâm đến mình cần làm cái gì, chứ chúng ta không cần quan tâm đến cái việc setup xử lý những cái xung quanh nữa. Mình chỉ cần tập trung vào cái mình làm thôi. Và tất cả những cái application component sẽ được deploy trên container trước khi thực thi. Có nghĩa là theo mô hình này á, thì để mà chạy được một ứng dụng enterprise, đầu tiên các bạn phải deploy các container lên, sau đó lên mới chạy, kêu gọi các cái container này. Thì trên slide thì người ta có cái hình ảnh minh họa các bạn ha. Thì đầu tiên á, thì các bạn thấy á, nếu đứng ở vai trò là một cái client, thì cái client này nó sẽ kêu gọi. Client của chúng ta là một cái trình duyệt đi. Cái trình duyệt này nó sẽ chịu kết nối vào cái web container. Cái web container này có thể là một cái Java server, web server hoặc một cái JSF gì đó vân vân. Web container sẽ chịu vào các business logic trên cái EJB container. Còn nếu các bạn là đứng ở vai trò là application client là muốn gọi vào cái EJB container bắt buộc phải đi theo mô hình RMI, mô hình Remote Method Invocation. Tại vì lúc này á, hai cái bin của chúng ta đang chạy trên hai cái máy ảo Java, hai cái máy ảo Java khác nhau. Mà hai máy ảo khác nhau cũng kết nối vào thì chỉ có là theo mô hình ARMI thôi. À, các bạn biết á, là trên Java mô hình ARMI là chịu gọi hàm từ xa. Thì trên Microsoft thì có kiến trúc nào tương ứng không? Trên Windows có kiến trúc nào tương ứng với ARMI của Java không các bạn?
Có không? Tự suy nghĩ xem trên Windows có cái nào tương ứng như vậy không? Bộ nào mà chạy cho nền .NET đúng không thầy? Ừ, đúng rồi, .NET, Windows luôn chứ không .NET đâu. Windows nó cũng có luôn ha. Sau này mới phát triển thành .NET. Cái gì các bạn? Trên .NET gọi là gì? Remote team, .NET remote team, có biết cái này không? Bạn có biết cái này không? Trên Windows là DCOM á. Distributed com. Những cái này chắc các bạn hình dung được chứ hả? Đó thì đó là những cái mà các bạn có thể tham khảo thêm ha về cái phần gọi là công nghệ mà tương ứng với Java nền Windows. Còn trên Linux thì nhiều lắm nha các bạn, tại vì đó là cái open source ha. Có trên Linux nó có nhiều kiến trúc lắm, chạy C luôn. Đó chính là thầy biết lâu rồi, thời thầy đi học hai mấy năm về trước rồi, đó là PVM Parallel Virtual Machine, là MPI, Message Passing Interface, này vẫn còn các bạn. Nhưng mà nó đang bị ẩn mang những cái thư viện này, những cái phần mới hơn, hay hơn. Rồi như vậy thì về cái EJ Java container thì bạn thấy không, khi mà triển khai lên nó sẽ có nhiều cái container khác nhau. Ví dụ có EJB container quản lý các enterprise bin, web container quản lý cái web web page, application client container là cho người ta cho phép các bạn là client nằm ở trên server luôn. Bạn chỉ cần có một cái link, một cái đường dẫn, một cái phần mềm bootstrap thôi để nó chạy vô server, nó tải cái phần mềm về luôn. Đó là cái client mà thực sự mà đang chạy trên local các bạn ha, cái file bootstrap hay mồi rất là nhỏ. Khi chạy lên nó kết nối vào server nó mới tải nguyên cái này về. À. Rồi applet container thì đây là một cái phần quản lý applet, nhưng mà ngày nay thì cái phần applet này không còn được sử dụng nhiều nữa nên xem như nó chết rồi. Rồi thì về Java thì container cung cấp cho chúng ta cái dịch vụ như bạn đang thấy trên slide. Thứ nhất là bảo mật đúng không, thứ hai là hỗ trợ về giao tác, thứ ba là hỗ trợ về JNDI, tức là Java Naming and Directory Interface. À, JNDI rồi Java Key Communication Model, tức là vấn đề là giao truyền thông tin á, giữa các cái thành phần Java gì. Thì về cái phần security thì miễn bàn ha, cái đó là cái rất là quan trọng cần thiết ngày nay. Transaction thì cái này đảm bảo được cái tính đúng đắn thì dữ liệu. À, thì hai cái phần đầu thì rất là quen thuộc với mọi người, chắc mọi người không có gì thắc mắc. Nhưng cái phần thứ ba JNDI nó là cái gì và tại sao cần nó? Này cái gì các bạn có biết không? Các bạn tưởng tượng như này nè các bạn. Khi mà các bạn chịu gọi một cái web service, làm sao bạn biết được cái địa chỉ, cái tên hay là cái IP của web service? Bạn trả lời thầy nghe, thì làm sao mình biết được cái này? Hả? Ta biết được các bạn. Dựa vào tên hay sao này? Không, thì bây giờ làm sao biết được cái tên nó bằng cách nào? Dĩ nhiên là biết tên, nhưng mà làm sao mình có cái tên nó, cái tên máy chủ, tên miền chẳng hạn. Thì bên web service á, thì nó có một cái dịch vụ ha, chúng ta gọi đó là
UDDI, bốn sau mình học á, UDDI và ED XML. UDDI cái này là Windows có hỗ trợ luôn nè, còn EBML chỉ có Java thôi. Nhưng mà trên cái thằng Java thì đâu có đâu. Và để làm cái điều này, tức là mục đích của mấy cái này là gì? Khi bạn có một cái container, đúng không? Bạn có cái container, thầy nói ví dụ đơn giản thôi, container nó phức tạp. Bạn đứng ở cái máy A, đúng không các bạn? Bạn đứng ở máy A. Bây giờ bạn muốn gọi một cái hàm trên máy B, gọi hàm từ xa, thì cái thật ra cái mô hình API này, cái mô hình mà Java là vậy thôi. Bạn đứng ở cái client bên này, bạn gọi một cái chức năng ở cái client bên, của cái server bên kia. Thì bây giờ bạn làm sao bạn biết được cái chức năng bạn cần chịu gọi nó nằm đâu ở trên cái server. Mà bạn hình dung đúng không? Bây giờ bạn cần gọi cái hàm là cái hàm login đi. Thì bây giờ làm sao mình biết được cái hàm login nó nằm ở đâu trên server. Địa chỉ á, rõ ràng nếu mà bạn gọi hàm cục bộ á thì bạn gọi theo địa chỉ được. Đúng không? Bạn gọi hàm cục bộ á là từ cái đây nè. Bạn gọi hàm đúng không? Bạn đứng ở từ cái này nè. Bạn gọi đến một cái hàm trong cái EJB bên này. Thì bây giờ muốn gọi hàm thì nguyên tắc của hệ điều hành là muốn gọi hàm mà mình phải nhảy đến địa chỉ của cái hàm để mình thực thi. Nhưng mà bây giờ làm sao thằng client bên này là cái máy A nó biết được là cái hàm mình cần gọi nằm ở địa chỉ nào trên máy B? Làm sao biết được các bạn? Tự suy nghĩ xem. Đó, đó chính là cái bài toán mà thầy vừa nói với các bạn đó. Không biết được. Được không các bạn? Bạn đứng ở bên ngoài, bạn không thể nào truy cập vào địa chỉ bộ nhớ của một cái máy được. Và truy cập được thì bạn thấy không? Máy bị hack, bị rắc, bị tè le hết gần đây đúng không? Bạn bị rò rỉ, bị list memory, bị rò rỉ bộ nhớ đó. Thì dù trên đó hacker mới hack vô, đúng không? À, và dĩ nhiên là bình thường là bên ngoài, ở một cái máy A, bạn không thể nào đọc địa chỉ bộ nhớ của máy B được. Mà bây giờ bên Java thì nó cũng biết điều đó. Vậy để giải quyết cái bài toán là khi tôi muốn gọi một cái, tôi đứng ở máy A, tôi muốn gọi một cái hàm trên máy B, thì để định vị cái hàm trên máy B, máy B phải đưa ra một cái dịch vụ gọi là JNDI, Java Naming and Directory Service, đúng không? Nếu mà con Java Naming and Directory Interface Service các bạn nha, thiếu mất chữ interface là JNDI nha. Và cái dịch vụ JNDI này á là nằm ở trên cái Enterprise Application Server để cung cấp cho client biết được cái địa chỉ của hàm cần gọi nằm ở đâu. Đó, nó là như vậy. Rồi Java Communication Model á, thì cái này nó liên quan đến cái môi trường và nhiều máy chủ. Bạn thấy không, nhiều máy chủ thì thầy đứng ở cái máy thứ nhất, thầy muốn gọi một cái hàm ở máy thứ hai thì gọi theo kiểu JNDI vẫn được, đúng không các bạn? Nhưng mà nó sẽ chậm và nó sẽ bắt cái pin đang xử lý nó phải chờ. Thì thay vì làm cái chuyện đó thì bây giờ mình chỉ đơn giản là bắn một cái message qua thôi, đi kèm thông tin rồi bên kia tự động nó gọi lên thôi các bạn. Và cái mô hình gọi là communication model này á, nó sẽ tương ứng với cái gọi là cái xử lý bất đồng bộ remote, cái cơ chế là gọi gì, async các bạn. Rồi như vậy thì Java container có rất là nhiều container ha, hỗ trợ chúng ta các cái vấn đề liên quan đến quản trị bộ nhớ, quản lý kết nối, quản lý tài nguyên ha, rồi là lưu dữ liệu, data persistent là lưu dữ liệu các bạn. Thì cái này là do các cái container hỗ trợ. Rồi ngoài ra nữa thì cũng sẽ có một cái số container khác liên quan đến việc triển khai như deployment service, đúng không? Rồi API based service, cái này hỗ trợ cho web service. Rồi inherent service là dịch vụ mà xử lý gì đó ha. Vendor specific service là dịch vụ cung cấp nè, được không? Đó thì một số các cái service mà do cái container hỗ trợ ra đây. Rồi trên slide có một cái bảng ha, trình bày với các bạn các cái thư viện mà Java EE hỗ trợ. Thì trong môn này mình sẽ đụng đẩy nó gần hết đấy các bạn. Đầu tiên là liên quan đến concurrency, utility, path với là JSONP, đúng không?
thì concurrency agility là xử lý đồng bộ, bất đồng bộ nè, xử lý song song nè. Bác là xử lý nhiều câu lệnh. JSONP là hỗ trợ dữ liệu JSON nè. CDI là context and directed context and dependency injection. CDI ha, liên quan đến cái phần injection. Cái này là Java EE7 bắt đầu hỗ trợ. Java EE5 là có rồi các bạn, nhưng mà 7 nó bắt đầu hỗ trợ mạnh về phần này. Rồi hỗ trợ DI nè, dependency injection nè. Trong Java EE là có hỗ trợ các bạn khái niệm DI. IOC luôn các bạn ha, inversion of concern. Rồi hỗ trợ Java mail, gửi mail. Java persistent, cái này bạn đã biết rồi ha, lưu dữ liệu. JTA là Java transaction, đúng không? API là hỗ trợ cái giao tác. Connector là hỗ trợ kết nối. JMS là Java Messaging Service đó, là hệ thống dịch service để mà hỗ trợ cho cái MDB ha, message driven bit. Rồi management là quản lý web service, hỗ trợ web service. JAXI liên quan đến security, liên quan đến cái kết nối security giữa thầy quên rồi. Rồi JAXBIT, những JAXBIT là liên quan đến security. Rồi bin validation đó là kiểm soát bin ha. JAARS hỗ trợ RESTful web service. JAXWS à, web service truyền thống. À, thì trên đây là những cái mà Java EE hỗ trợ cho chúng ta. Những thư viện ha, với Java EE và service. Chúng ta có một số giải thích bên này, thì phần này các bạn tự đọc thêm thôi. Những cái thư viện này bạn coi qua một lần cho biết thôi các bạn, chứ còn sau này nếu bạn dùng nhiều thì từ từ sẽ nhớ thôi. Rồi phía client, software development kit là dành cho client, thì có những cái phần như này ha, hỗ trợ cho việc phát triển ứng dụng Java. Thì cái này hỗ trợ là viết cái vấn đề liên quan đến là cấu trúc thôi các bạn. Còn viết code template thì do framework, do cái IDE hỗ trợ. Thì trong Java thì Sun, Support, Lapis với là NetBeans. Lapis ngày nay thì thay bằng PyAra rồi ha. Rồi hỗ trợ cơ chế debug ha, về compile Java, chạy một chương trình Java. Rồi có thư viện các bạn ha, có một cái thư viện để mà cho cái việc mà thi cái chương trình Java ở đây. Cung cấp những cái thư viện á, Java Edit, Java EEDK á. Rồi về cái Java EE Application Server thì đây là một cái application server, nó support cho cái việc là deploy các cái bin, enterprise bin lên, là cho phép bên ngoài có thể chịu gọi vào. Trước đây á thì bên phía Sun á là đang support rất là mạnh về cái phần JSDF, nhưng mà sau khi Sun bán lại cho Microsystem thì JSDF phải đứng lại luôn. Bản thân á, cái JDF là đang được Glassfish và PyAra dùng để mà build ra cái admin console nữa các bạn vô tham khảo thêm. Rồi một số server phổ biến là Wildfly. Wildfly là của thằng JBot. Ngày nay JBot là bản thương mại rồi. Rồi IBM Web Sphere là của IBM. Apache Tommy của Apache, những cái này ít xài lắm. Dĩ nhiên là chỗ nào xài thì mình không biết, nhưng mà đây mình chỉ chủ yếu là xài Graphics thôi. Hay là PyAra bản community các bạn ha. Rồi có Oracle Web Logic Server. Oracle nó có cái bản server này rồi, cho nên là nó không có giữ bản Graphics nữa mà đặt lại ở bên Apache Eclipse ha. Rồi về cái việc build một cái ứng dụng mẫu thì tí nữa chắc là do demo thì build cho các bạn thông qua NetBeans. Rồi bên phía Java thì cũng có một cái phần Java Live, EJB Live. Thì phần này là cung cấp cho chúng ta một số tính năng của EJB mà có thể chạy tiếp trình duyệt. Nói chung là tính năng khá là hạn chế ha. Coi ha, nó có hỗ trợ session, có hỗ trợ MDB, EJB Live có hỗ trợ session, nó không hỗ trợ MDB. Không hỗ trợ phiên bản ha. Có hỗ trợ JPA, thấy không? Trong web á bạn có thể gọi JPA lên được. Trong cái phần đó là tâm kép rồi, bạn học trong cái môn Spring là có rồi các bạn. Rồi hỗ trợ local interface thôi. Còn remote thì bên phía DJB Live không hỗ trợ. Nói chung là đây là một cái bản khá là hạn chế ha, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Chủ yếu là mình học EJB thôi.
Còn thầy nói thực ra thầy cũng chưa đụng các bạn BCP live bao giờ hết, thì cũng không cần thiết các bạn. Rồi thì về phần lý thuyết thì chúng ta ngừng lại ở đây các bạn. Các bạn xem coi chúng ta có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi không ạ? Về lý thuyết các bạn xem là coi chúng ta có gì thắc mắc cần trao đổi ở đây không?